trở lại với chương trình Thế hệ trẻ The Young Generation Show. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay Bảo Trân đã mời được những phụ huynh đến với chương trình. Mọi người thì ở trong nhà của người đấy, tại vì đây là trong cái mùa dịch bệnh, cách mọi người phải cách ly nên để giữ an toàn. Đồng thời thì trong cái mùa dịch bệnh này thì các trường học đều đóng cửa hết, thì bây giờ con cái của mình lại ở nhà, thì bây giờ thì những phụ huynh này phải đối xử và phải hỗ trợ cho các em như thế nào? Trong phần 1 thì quý vị đã nghe qua những lời ý kiến của chị Tâm Đoan cũng như là chị Tammy, và anh David Trường cũng là vừa nói qua về cái emotional side, là cái những cái cảm giác của các em trong cái thời gian này. Thì mới tuần vừa rồi thì anh David Trường cũng mới share với trên Facebook là con cái của mình thì có những phụ huynh, những thầy cô lại lái xe và đi giống như là một cái diễn hành vậy đó, giống như một cái parade, và đến và chào các em, cho nên là sẽ giúp cho các em về cái mặt mà tinh thần, giúp cho các em rất là nhiều. Cho nên là cảm ơn anh David Trương đã giới thiệu và share cái clip đó. Và sau đây Bảo Trân mời quý vị nghe những ý kiến của anh Tâm. Hello, chào anh Tâm. Hello, xin chào Sophie Bảo Trân và Tâm cũng cũng như là các phụ huynh khác. Hôm nay cũng cảm ơn Sophie Bảo Trân đã mời Tâm đến chương trình Thế hệ trẻ của đài Little Saigon TV. Tâm rất là vui mừng được đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Tâm cũng giống anh David, không chỉ là hàng xóm mà cùng học khu, mà Tâm cũng ba cháu, hai trai một gái, mà ba cháu cũng đến ngày hôm nay là 12 tuổi, 10 tuổi và 8 tuổi. Rất vui là Tâm, đương nhiên là cái này mùa dịch Covid, và khi cái trường hợp vừa rồi mình xảy ra là mình về nhà, mà các cháu về nhà không biết bao lâu. Lúc đầu chỉ tưởng là mấy tuần, bây giờ trở thành mấy tháng, bây giờ trở thành nửa năm. Thành ra mình lại di chuyển theo cái đó, mình rất là adaptable. Đương nhiên theo vấn đề học của các cháu, thì Tâm, hai vợ chồng đúng là team teaching. Vợ Tâm tên là Christine, đúng là cô giáo chính. Tâm chỉ thuộc là cô thầy giáo phụ thôi. Thì quyết định ngay từ đầu là cái này mình không phải là gọi là homeschooling nữa, mà mình gọi là crisis learning. Thành ra khi mình đã quyết định cái định hướng đó là cái này là không phải là homeschooling, mình lại treat cái trường hợp này nó rất là khác với cái crisis schooling. Khi hai vợ chồng đã quyết định crisis schooling ấy, thì lại mình lại nhấn mạnh vào mấy cái điểm rất là quan trọng, là không có nhấn mạnh về academic nữa, mà nhấn mạnh về emotional, social, rồi đến adaptability. Hơn nữa là cái vấn đề emotional là các cháu chia sẻ hàng ngày, gia đình có một cái gọi là cái gratitude jar là để trong cái phòng phòng bếp. Thành ra mỗi ngày mỗi người phải viết là I am grateful for cái gì, và mỗi người bỏ cái đó vô cái gratitude jar để show cái appreciation và cái gratitude của mình. Về cái social là các cháu đương nhiên rất là buồn là không được gặp các bạn thân nữa, và các bạn trong hàng xóm không được chơi face to face nữa, thì vẫn được gọi là set up play date để làm một cái người gọi là cái play date qua Zoom và qua FaceTime. Vừa rồi là sinh nhật của cô gái 8 tuổi, là rất là vui mừng, là không chỉ là có được virtual Zoom party chung với tất cả gia đình từ San Jose vân vân, mà cũng các bạn thân nhất như là gia đình anh David còn đi qua, mà cả gia đình hát happy birthday từ bên ngoài đường, mà mình từ bên trong gara nhìn ra cách mấy chục feet thì cũng rất là quý. Thành ra mình cái tinh thần của các cháu vẫn ổn định được, và về cái vấn đề emotional, về vấn đề adaptability, sự thật là các cháu không có ngủ đàng hoàng như là lúc đang học. Hồi đó là ngủ rất là sớm, mà bây giờ lại ngủ trễ hơn. Các cháu bây giờ cũng dậy trễ hơn, mà các cháu bây giờ vào cái nề nếp được rất là tốt, là bây giờ ở trường mỗi ngày 11 giờ sáng là Zoom vào với cô giáo và cả lớp. Thì anh lớn nhất thì ảnh dùng Zoom và ảnh dùng Google Classroom và ảnh dùng gọi là School Loop. Thành ra ảnh dùng ba cái phương diện đó, cái anh lớp 7. Còn cái anh lớp 5 thì mỗi thứ hai, thứ tư và thứ sáu là gặp cả lớp luôn, cả lớp 5
ảnh vào cái Zoom meeting và ảnh làm bài trong đó luôn. Và cô gái nhỏ là chỉ là mỗi thứ sáu một tuần một lần, với cô lớp 2 thì vào cái Zoom meeting với cô giáo. Mà cái adaptability rất là quan trọng về vấn đề tinh thần. Thành ra hai vợ chồng ngay ông thầy phụ này cũng dạy cũng giúp đỡ về cái vấn đề đó. Cảm ơn đã có cơ hội để chia sẻ như vậy. Dạ, cảm ơn anh Tâm rất là nhiều. Bây giờ câu hỏi không còn nhiều thời gian nữa, nhưng mà câu hỏi cuối cùng bà Trân muốn hỏi là bây giờ các em thì học là online nhiều, thì làm sao mà các phụ huynh có thể make sure là các em là đang học chứ không phải là đang chơi thôi? Tại vì bây giờ là mấy em ngồi ôm máy tính rồi cầm phone rồi mình đâu có biết là mấy em đang làm gì đâu. So how can we help them, nhất là khi mà nói đến online? Well, you know, for me, Sophie, I'll answer first. My 8-year-old and my 10-year-old, I will always check their work and kind of go through everything with them as far as the math and the science is concerned. My wife does English and reading with them. And, you know, we sporadically check. My 12-year-old, I basically said, Gong, you're 12 years old. When mom and daddy were 12 years old, we were working already, right? So at this time, this is the perfect junction in your life for us to hand you the responsibilities, because you're going to seventh grade next year. So you need to be able to make your own schedule, check your own work. And I'm always here, mommy's always here, to help you with whatever you need. But you know, we're fortunate. So far, so good. Yeah. Còn anh thì có 12 tuổi, còn chị Tâm đang có 13 tuổi, nào có bé nữa 13 tuổi. Vậy thì how do you handle them with the internet? Thật sự từ đầu hồi nãy lúc mà Tâm đang chia sẻ là về cái cháu 6 tuổi thôi à, mới có cái chuyện role playing. Còn cái lớn, cái đứa lớn của tức là cái role playing là nó gom hết những cái mà mấy chị mới vừa nói, là trong đó mình đã có đánh thẳng tới emotional rồi. Chứ khó mà để mà mình làm mà mình nói là bây giờ là vô một cái lịch như vậy các cháu nó sẽ chán liền. Đó thì thật sự may mắn cho Tâm Đoan á, là xưa nay có cái gia đình có cái thói quen rồi, bởi vì Đoan khi mà đi hát travel thì ở nhà là bố sẽ lo cho các con, rồi ngoài ra công việc thì anh chị cũng làm ở nhà rất là nhiều, running cái business, lo công ty mình cũng có thể làm từ nhà nhiều. Cho nên hai cháu á, nó quấn quýt với nhau, they're best friends to each other từ xưa đến bây giờ rồi. Cho nên cái sự mà cần thiết bạn á, nó cũng không có quan trọng nhá. Lâu lâu play date thôi mà nó không quan trọng. Và đi đâu cũng đi bốn người chung nhá. Vào những cái ngày weekend thì tụi này cũng đã áp dụng cái lịch trình kind of như vậy rồi, xưa nay rồi. Tại vì Đoan đi là Đoan có cái lịch trình ở nhà căn bản cho ảnh làm theo à, giờ ăn, giờ tập, giờ sports này kia. Thì cái mùa này vô tình chung là các cháu nó lại adapt rất là dễ đó Sophie. Quý vị biết không, như là tự động là tới giờ, thí dụ chiều bắt đầu mát mát là đi ra ngoài chơi soccer, còn nếu bữa nào mưa là chơi indoor soccer luôn nha. Có cái cái bàn của IKEA đó. Okay, trong nhà là bên nhà luôn. Whatever, doesn't matter, miễn là nó active hoặc là nó chơi đánh giỏ mà gọi là giả bộ với bố nó, tức là nó đánh bằng thật hết sức nhưng mà nó phải gồng lại trong vòng 5 phút thôi, toát mồ hôi hết. Rồi có movie time là sẽ tắt hết đèn, xong rồi popcorn này kia. Thì cái cháu lớn học là chị sẽ track online. Thường là trường học có những cái website bây giờ hay lắm. Họ có điểm thì nó có những cái program, nó sẽ làm thẳng vô trong cái program đó và họ cho điểm liền. Và chị luôn luôn track theo. Ví dụ như toán thì nó cũng có cái câu trả lời trong textbook. Đại loại là bây giờ cái gì mình cũng có thể track, mình có thể tìm câu trả lời trên online. Và thật sự cái rồi mình dùng kiến thức của mình nữa. Và bố cháu thì sẽ kèm cháu là art nè, rồi toán, chị là kèm văn, English, history, nói chung là chia nhau ra đó. Thì bốn người cứ quanh quần và cứ làm như vậy. Thật ra là cái thời gian này giống như anh chị nói, nó là một cái thời gian thật sự là mình sẽ nhớ lại nó, và mình sẽ một ngày nào đó mình sẽ ước gì mình quay lại được. It's sort of like a vacation that it's free, you know, you get to be inside your home, you get to spend time with your kids. Và mình cũng giải thích với nó như vậy. So it's actually not bad. Nhưng mà lâu lâu nó on phone nhiều quá thì mình sẽ lấy cái privilege đó đi. Giống như lúc đầu đang nói là mình cho nó pay thì mình sẽ có punishment y chang như trong trường thôi.
Dạ, tức là mà hãy nó quá lố hay là nó quá giờ thì mình sẽ lấy cái đó đi, mà cứ nó quá một tiếng là mình trừ đi một tiếng. Rồi nếu mà cứ tăng lên là chị cho nó biến mất cái phone trong nguyên ngày luôn thì nó chùi, nó chán. Nó buồn lắm thì qua ngày hôm sau là nó ngoan sồn. Mình cố gắng thôi. Và cũng rất là hy vọng là mọi người cùng với nhau, và cảm ơn những cái lời chia sẻ của quý anh chị nãy giờ đang cũng nghe và đang học cũng được rất là nhiều. Mong là cái mùa dịch này nó sớm qua, và chúc sức khỏe đến tất cả mọi người và đặc biệt là các con của chúng ta. Keep them as safe as possible. Yes, I totally agree. Và em nghe những ý kiến của các phụ huynh đây thì em cũng chắc mai mốt em có con em cũng phải coi lại cái video này để em bắt chước anh chị quá. You guys are role models. Và rất tiếc là bây giờ chương trình Thế Hệ Trẻ đã hết thời gian rồi, nhưng mà Bảo Trân xin cảm ơn các phụ huynh, bốn vị phụ huynh đã đến với chương trình ngày hôm nay để chia sẻ những cách để cho hỗ trợ cho các em trẻ em trong lúc mùa dịch cúm, dịch bệnh corona. Cảm ơn mọi người. Thank you. Cảm ơn Sophie. Thank you. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi đài Little Saigon TV với chương trình Thế Hệ Trẻ. Sophie Bảo Trân xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.